cái bài hôm trước của mình thì các bạn đã làm đến đây. Tức là chúng ta đã chuyển màu thành xám, chuyển màu xám. Và cái file ảnh gốc của các bạn mà hôm trước mà thầy hướng dẫn các bạn làm á, là nó ở bên cái chế độ màu là gray. Như vậy cái chế độ màu này thì chúng ta không thể lên màu, bởi vì nó là chế độ ảnh xám, thì nó chỉ có chuyển từ màu trắng hoàn toàn đến màu đen hoàn toàn thôi, chứ nó không có màu sắc, không có màu sắc khác. Cho nên là chúng ta có muốn lên màu nó cũng không có được. Như vậy khi mà các bạn lên màu thì các bạn phải chuyển cái bức ảnh này thành cái chế độ là RGB, tức là ảnh ở hệ 3 màu, hoặc là các bạn chuyển thành ảnh ở hệ 4 màu là CMYK hay CMYK. Thì các bạn sẽ chọn một trong hai cái chế độ sử dụng hệ màu để các bạn chuyển. Mình sẽ chuyển qua cái chế độ 4 màu, nó sẽ dễ chỉnh hơn. Tùy các bạn, cái này nó không có bắt buộc. Tùy bạn, nếu mà bạn chỉnh quen ở hệ màu nào thì bạn sẽ chọn chỉnh qua hệ màu đấy. Vậy thầy sẽ chuyển qua cái CMYK trước. Và khi mà các bạn chuyển hệ màu á, mà trên cái file của mình nó có nhiều layer, thì nó sẽ hỏi là khi mà bạn thay đổi cái mode như thế đó, thì chúng ta có ghép cái layer này lại hay không, có ghép lại không. Thì chúng ta chọn là không, không có ghép lại ha, để các cái layer nó riêng lẻ vậy, để tí nữa chúng ta xử lý. Còn nếu các bạn cần thì các bạn ghép lại cũng được, nhưng mà chúng ta thì chúng ta không cần ghép. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta phải chuyển qua cái hệ màu thì chúng ta mới xử lý. Cái thứ hai là khi mà các bạn xử lý đó, thì nó lại có một dạng là chúng ta sẽ xử lý trực tiếp trên cái layer này. Ví dụ chúng ta sẽ chọn mode image, chúng ta chọn vô cái adjustment và chúng ta chọn màu. Như vậy trong này chúng ta có nè, thứ nhất brightness contrast hôm trước mình nói rồi, là chúng ta sẽ chỉnh độ sáng, tối và độ tương phản cho bức ảnh là một cách tổng quan. Cái lever này cũng vậy, cover cũng vậy, chúng ta chỉnh sáng tối là chính. Bắt đầu xuống đến dưới này thì khúc này chúng ta sẽ chỉnh màu. Đó, đây chúng ta sẽ chỉnh màu. Như vậy chúng ta có thể là dùng cái chỉnh cái hệ màu Ctrl U, hoặc là chỉnh từng màu Ctrl B, hoặc là các bạn sẽ chỉnh theo cái kênh màu. Đó, thì chúng ta có thể là chọn, bây giờ thầy chọn cái color balance trước. Bây giờ nếu như mà bạn chỉnh ở đây, bạn có thể là tăng rõ, giảm, tăng xanh. Đó, mình có thể chỉnh ở chỗ này, được chưa? Như vậy thì giả sử chúng ta thử nè, chúng ta chọn, chúng ta tăng lên, tăng lên, chúng ta tăng tím lên. Đó, thì nó sẽ thay đổi, tăng vàng lên. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái quá trình mình tăng như vậy đó, nó sẽ thay đổi để cho mình biết được là cái màu của mình hiện nay nó đang ở đâu. Như vậy thì tùy theo cái trường hợp mà các bạn chọn cái chế độ để cho cái màu mình chỉnh nó được dễ. Hoặc là mình sẽ chọn một cái công cụ khác để mình chỉnh màu. Trong này bạn sẽ chỉnh tổng quan cũng y chang như lúc nãy, đúng không nè? Mình cũng chỉnh từng cái màu của chúng ta. Đó, tăng đậm nhạt. Ví dụ như là mình chuyển về cái tổng quan là cả cái bức ảnh của mình nó về cái chỗ màu tím này, thì mình tăng lên là ngày nó càng tím, giảm xuống là nó giảm tím lại, chứ không, nó không có giảm cái độ sáng của bức ảnh ha. Mình thấy thì nó tối nhưng mà thực chất là nó giảm cái mức độ tím thôi. Mình tăng lên là nó tăng cái mức độ tím. Còn đây mình mới giảm sáng tối nè. Đây là bức ảnh sáng lên nè, bức ảnh tối lại nè. Đó, chỗ này mình để là không, là chưa giảm chưa tăng gì hết. Chỗ này mình cũng để là không. Rồi mình có thể chỉnh cái tổng quan ở trên này để cho nó ra cái màu mà mình cần. Nhưng mà thực chất bây giờ mình không thấy được cái màu đó, mình không thấy. Được chưa? Rồi, bạn có thể là chọn từng màu để chỉnh, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rồi màu tím, màu xanh, vân vân. Ở đây mình có thể là chọn màu xanh lơ,
rồi chỉnh màu tím. Tất cả mỗi cái mình đều có thể chỉnh chỉnh tới chỉnh lui làm sao mình để nhận được một cái kết quả cuối cùng. Đó là một cách chỉnh khác mà thầy giới thiệu cho các bạn một số cái công cụ để chúng ta chỉnh màu. Rồi bên này thì khi mà các bạn chọn cái chain thì lúc này nó không ra từng màu giống như lúc nãy, mà nó đưa hết tất cả các màu mà chúng ta sẽ chỉnh cùng một lúc. Như vậy ở đây là cyan là màu xanh này, chúng ta có thể tăng hoặc là giảm. Ví dụ như là màu xanh chúng ta giảm, màu tím, màu vàng đó, chúng ta tăng giảm ở đây thì chúng ta sẽ có cái kết quả mà chúng ta sẽ cần. Vậy đối với lại cái cách mà chúng ta chỉnh như vậy thì cũng khó thấy đúng không? Khó thấy được màu. Và khi mà các bạn chỉnh như vậy đó thì cái bức tranh của mình nó sẽ bị thay đổi. Giả sử bây giờ thầy chỉnh cái này luôn đi, thầy sẽ tăng tím, tăng vàng, bức tranh của mình nó sẽ bị thay đổi, và kết quả là cả cái laser này bị thay đổi luôn. Bây giờ mình muốn chỉnh lại cũng không được, nó áp dụng rồi, cái màu này thì nó xấu quá. Bây giờ mình muốn chỉnh lại không chỉnh được, bởi vì cái màu nó đã áp dụng cho cái bức ảnh này rồi, nó không còn cái màu xám nữa. Cho nên khi mà chúng ta chỉnh thì nếu như mà cái gì mà chúng ta thay đổi và chúng ta áp dụng luôn thì các bạn chọn Image Adjustment. Còn nếu không thì các bạn sẽ click chuột vô đây cho thầy. Chúng ta sẽ chọn ở dưới nè, Add Layer Style, hoặc là các bạn chọn ở bên này. Nó có cái biểu tượng là một nửa trắng một nửa đen này nè. Và các bạn chọn ở đây cho thầy là Add những cái mà các bạn sẽ chỉnh màu ở đây. Giống lúc nãy không? Cũng giống y chang đúng không? Cái bảng này nè cho chúng ta chỉnh màu nè, nhưng mà ngược lại là nó sẽ tạo ra một cái layer mới. Layer này là layer để tạo hiệu ứng, còn cái layer gốc không bị ảnh hưởng gì hết. Sao ý em? Đúng rồi, giống mình chỉnh màu giống y chang lúc nãy mình cũng chỉnh màu nè đó, mình cũng thay đổi thành màu tím nè, rồi mình tăng cho nó tím nhiều hơn nè, đó, đậm nhạt y chang như lúc nãy mình đang chỉnh. Nhưng mà khi mà mình áp dụng, chỉ cần mình tắt cái laser phía trên này đi thì cái laser dưới nó vẫn là nó không bị ảnh hưởng gì cả đó. Chúng ta không có bị ảnh hưởng gì hết. Các bạn có thể thử một cái công cụ khác để mà chúng ta chỉnh màu đó. Chúng ta có thể là sử dụng các cái hệ màu ở đây để chúng ta chỉnh. Rồi chúng ta cần thì chúng ta xóa cái laser này đi, rồi không ảnh hưởng gì đến cái bức ảnh của mình hết, được chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta chỉnh nó sẽ dễ cho cái bức ảnh của chúng ta hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào để mà chỉnh cái bài của mình, xem thử là mình chỉnh nó như thế nào để cho nó ra được cái màu mà trên cái bài của thầy. Như vậy trong này thầy sẽ ép cho các bạn. Thứ nhất là các bạn sử dụng cái công cụ Cover để các bạn chỉnh từng màu cho nó dễ. Chỉnh từng màu. Như vậy đối với là cái kết quả mà các bạn nhìn thì cái layer 2 thầy đang làm này để làm gì đây? Theo các bạn thì cái layer 2 để làm gì? Thì mở cái zoom lên cho các bạn dễ thấy. Theo các bạn thì cái laser 2 này các bạn nhìn thấy cái laser mask thì mục đích của thầy là để cái laser 2 này làm gì đây? Background. Đúng rồi, thầy dùng cái background màu xanh, nhưng mà background này nằm trên cùng. Nếu như mà thầy không có cái mặt nạ thì cái bức ảnh của chúng ta nó che không còn gì hết. Như vậy mình dùng cái này để làm background. Đây là background cũ màu trắng rồi, ok.
Cái layer cover này chúng ta làm cái gì đây? Thầy tắt thì các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Như vậy thầy đáng tô màu áo cho cô này. Rồi thầy tắt đi. Với cái này theo các bạn là thầy đang làm gì? Tỉnh màu áo cho bạn nam. Rồi ở đây chỉnh cái này nhỏ xíu thôi. Chúng ta chỉnh màu môi. Đấy. Rồi tiếp tục, chỗ này chúng ta chỉnh sáng tối cho bức ảnh. Ở dưới này, đây mới là màu da. Đó, được chưa? Như vậy thì các bạn thấy nè, khi mà thầy làm theo cái kiểu là thầy add một cái layer mà nó cho hiệu ứng, thì thầy muốn tắt, muốn mở. Và đặc biệt nè, bây giờ cái màu da này nếu như các bạn thấy là chưa hợp lý thì các bạn có thể mở cái bảng này lên. Mở cái bảng này lên để các bạn sẽ chỉnh cái bảng màu trong này. Đây, mình đang ở cover 1. Mình có thể chỉnh lại màu cyan, màu xanh nè. Mình có thể giảm hoặc là tăng. Ví dụ như mình làm vậy thì cái da cô này nó hồng hơn nè. Cái da cô này nó hồng hơn. Bây giờ cái này là trước, cần tân Z. Đó, các bạn thấy là da sẽ hồng hơn á. Được chưa? Tại vì mình ở đây mình có cái nền là nền đen, cho nên là mình không thấy được là cái màu nó rõ. Chứ còn nếu mà mình bật hết các cái kênh màu kia lên thì lúc này các bạn sẽ dễ nhận biết là cái da của mình nó ổn hay không. Bởi vì do cái nền của mình là nền trắng đen, nền xám, cho nên cái da mà khi mà nó lên á thì nó khó thấy. Thì thường nếu như mà các bạn để mà các bạn lên màu cho nó dễ thì các bạn làm nền trước. Mình trên một cái nền xanh hoặc là cái nền gì đó thì nó dễ thấy hơn. Còn nếu một cái nền trắng thì cái độ tương phản của nó hơi cao, cho nên lúc mà mình lên màu da thì mình khó thấy. Vậy đối với lại một bức ảnh mới như thế này thì chúng ta sẽ chọn ở đây và chúng ta chọn cover. Trong phần này nó sẽ cho các bạn, nếu mà nó để luôn là CMYK thì các bạn chỉnh lên, chỉnh xuống, nó chỉ có thể cho các bạn chỉnh sáng tối. Tức là tất cả các màu cùng tăng hoặc cùng giảm. Cho nên mình không thấy được cái kết quả mà mình lên màu. Thì chỗ này bạn có thể màu xanh bạn giảm xuống, màu tím bạn tăng lên, màu vàng màu vàng tăng lên, trắng đen giảm xuống cho bức ảnh mình nó. Được chưa? Mình xem ở bên này cái thông số màu của mình. Màu xanh mình giảm xuống, màu tím mình tăng lên, màu vàng tăng lên, màu đen giảm xuống. Được chưa? Như vậy chỗ này màu vàng của mình tăng lên, màu xanh. Tại vì sao mà mình thấy rồi mà nó không ổn? Lý do sao các bạn? Do gì? Do cái nền này nè, nó tăng mà nó tăng theo, cho nên ngược lại mình lại không thấy. Như vậy thì bây giờ vấn đề của mình là phát sinh thêm cái gì nữa đây? Phát sinh thêm cái gì? Mình chỉ lấy cái da để mình tăng giảm thôi, còn lại là giữ nguyên, đúng không? Như vậy làm sao để lấy cái da thôi? Hôm trước là mình tạo vùng tròn, đúng không nào? Tạo vùng tròn bằng công cụ laser, hoặc là tạo vùng tròn bằng là quick select, hoặc là magic, hoặc là ben, đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo vùng tròn bằng một cách khác. Bây giờ các bạn sẽ bấm vô đây, edit in quick mask. Edit in quick mask. Quick mask là gì? Quickly. Nhanh lên.
rồi quick ha là tạo mặt nạ nhanh. Đó, tạo mặt nạ nhanh, bạn bấm vô đây là chữ Q, chữ Q viết tắt của chữ Q. Khi mà chúng ta bấm vào thì chúng ta chọn cây cọ giúp cho thầy, cây cọ ha, brush. Rồi mình chọn cây cọ mềm, cây cọ mềm. Cọ mềm để làm gì? Để mà khi mà chúng ta vẽ biên đó thì tí nữa nó chúng ta nó tạo cho mình cái độ mờ biên, tức là feeder luôn. Khi mà mình tạo vòng vùng tròn á thì nó tạo cho mình feeder luôn. Rồi thầy sẽ vẽ xung quanh cái phần mà thầy muốn lấy, vẽ xung quanh cái phần thầy muốn lấy. Như vậy vẽ ở đây nó sẽ tiếp giáp giữa phần da và phần tóc, nó không cần phải chính xác lắm. Tí nữa mình có thể là thay đổi cái này. Đó, thầy sẽ vẽ phần da. Nếu như mà các bạn vẽ thừa thì các bạn sẽ dùng cái gì? Dùng cục gom để các bạn xóa đi. Đó. Nếu mình vẽ thừa thì mình có thể dùng gom để xóa đi. Và khi các bạn chọn công cụ là Quick Mask, các bạn sẽ dễ điều chỉnh được cái vùng tròn của mình bằng cách là chuột, chúng ta click, chúng ta kéo, kéo xong thì chúng ta thả, nó không bị mỏi tay. Và nếu chỗ này thừa, các bạn có thể dùng cây gom để các bạn xóa lại. Đó, chúng ta dùng gom để chúng ta xóa đi cái phần này. Và nhớ gom các bạn cũng dùng gom mềm nhé, để mà tí nữa nó có cái độ nhề biên chỗ này. Khi mà chúng ta vẽ xong thì các bạn tô đậm cái này lên cho cái size của cái cọ lớn chúng ta sẽ tô. Nó là cái màu hồng hồng này, nó chỉ cho chúng ta biết là cái vùng chúng ta chọn thôi, chứ nó không phải là nó tô hồng trên bức ảnh, cho nên các bạn không phải lo. Nó đang ở công cụ Quick Mask là nó chỉ biết là tí nữa là cái vùng này là cái vùng mà chúng ta đang bỏ đi đó. Thực chất là cái vùng này là cái vùng mà chúng ta bỏ đi. Rồi tương tự chúng ta sẽ vẽ thêm con mắt để chúng ta lấy cái phần này. Tí nữa cái kính nó sẽ mất, thì chúng ta cứ làm cái này ra thành mặt nạ, mà nếu cần thì chúng ta sửa mặt nạ thôi, nó không có vấn đề gì mà phải lo nhiều. Chúng ta sẽ sửa mặt nạ lại. Mình bấm cái dưới thì sao? Nên mình mới gom. Đúng rồi, bấm mà khi nào nó nhấn xuống á thì lúc này chúng ta đang chọn ở cái chế độ là Quick Mask, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu vẽ. Dùng cọ để vẽ nha. Nó phần nào da thì chúng ta sẽ tô màu cho phần da. Cái phần tóc thì chúng ta tô mờ thôi, để tí nữa nó lấy cái transparent thì nó sẽ lấy phần này mờ mờ, vừa thấy tóc mà vừa thấy da.
phần này chúng ta sẽ tô màu lên, cho cái size cọ lớn lên tô cho nó nhanh. Muốn xây cọ lớn làm sao? Chúng ta sẽ có cái phím gì nào? Phím nóng, dấu mở ngoặc hoặc là đóng ngoặc, nhọn á, ngoặc nhọn ngoặc vuông á, ngay cái chỗ mở đóng ngoặc nhọn ngoặc vuông á, thì các bạn sẽ mở rộng cái size của cái cọ lên. Mình đang dùng cọ thì mình nhấn phím nó sẽ nhanh, còn nếu mà mình chuyển lên trên để mình thay đổi cái size thì nó sẽ lâu. Mà khi mà các bạn chọn cái này á thì chú ý cái công cụ gõ tiếng Việt nha. Nhiều khi cái công cụ gõ tiếng Việt của mình mà đang ở chế độ là Telex á thì nó là chữ U với chữ Ư, cho nên nó lại không áp dụng cái chức năng của mình chọn. Không có da thì tí nữa mình bỏ dễ. Ok, rồi nếu không phải da thì mình xóa cái phần này đi. Mình xóa là xóa cái phần mặt nạ thôi, cho nên thực chất là không ảnh hưởng gì đến cái bức ảnh của mình. Rồi, sau khi mà chúng ta chọn xong thì chỗ này là gì? Chỗ này như da luôn đúng không? Đây mà, phần này. Phần áo đây thôi chứ. Chỗ này mà. Mày nghĩ là da. Áo hả? Ok. Cái này cái cổ mà. Ok. Cái này thì nghĩ là cái cổ, cái dây nè, cái dây chuyền nè. Rồi. Dây cửa khá bảnh là như là đó, nhầm gì rồi, thử đi, nếu không phải tí nữa chúng ta bỏ đi. Rồi sau khi mà chúng ta vẽ xong thì các bạn sẽ nhấn chữ Q quay trở lại hoặc là nhấn vô phím này đấy, thì các bạn thấy là cái vùng mình đang chọn là vùng nào. Cái vùng đang chọn là cái vùng ngoài, bởi vì lý do là thầy tạo thử một cái mặt cái laser mới, thầy tô màu, thấy không? Cái vùng đang chọn là vùng ngoài, cái vùng tô màu là cái vùng không được chọn. Cái vùng tô màu là cái vùng không được chọn nhé. Quick match là nói là như thế. Cái vùng nào mà cái vùng tô màu là cái vùng đó mình không được chọn, khi mình nhấn lại chữ Q á thì nó ra như thế. Còn vấn đề mình dùng vùng chọn này hay mình dùng cái vùng chọn ngược lại, đó là chuyện của mình. Muốn thì mình làm gì? Control E là đặt, Control Shift E, yes. Control Shift E là mình đảo cái vùng chọn này lại thôi. Đó là chuyện của mình. Được không? Rồi. Sau khi mình có vùng chọn này xong thì chúng ta lại tạo một cái layer mới và nó đang tự động thêm mặt nạ cho mình. Lúc nãy mình tạo là nó để mặt nạ trắng nè, tức là ảnh hưởng đến cả bức ảnh. Còn bây giờ mình có vùng chọn thì nó chỉ cho ảnh hưởng đến cái vùng da mà mình chọn lúc nãy thôi, còn những vùng khác không có. Vậy thì dựa trên cái layer này chúng ta lại chỉnh lại giống như thế. Đó, chúng ta lại chỉnh lại giống như thế. Tại vì ở đây mình mới chỉnh, mình chưa có thay đổi nhiều cái thông số.
Với lại một cái nữa là cái background của mình nó trắng quá à, cho nên mình chưa thấy được cái màu da khi mà chúng ta cứ lên đi. Bởi vì thực ra cái chỗ này đó nó không có áp dụng, nó không chết vào cái layer, cho nên chúng ta có thể để đấy. Sau khi mà chúng ta lên màu cho áo, chúng ta lên màu cho môi, rồi chúng ta lên màu cho tóc, rồi lên màu cho nền, rồi chúng ta chỉnh lại lần nữa, thì chúng ta làm nhiều lần thì nó sẽ ra được cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn. Ví dụ mình chấp nhận với cái màu da như thế thì chỗ này mình có thể là đổi tên lại thành là màu da. Rồi cái màu da thì chỗ này có cái màu của cái phần môi nè đó. Vậy thì ở cái chỗ này chúng ta cũng dùng Quick Select để chúng ta chọn cái phần môi. À, bạn dùng Antanas và Ron chuột. Cho nên là khi mà mình làm Photoshop á, các bạn sử dụng chuột ngoài nó sẽ nhanh hơn là bạn sử dụng chuột trong cái bàn phím của laptop. Nếu mà ai mà xài quen thì ok, còn nếu mà không quen Ron nó rất là khó. Rồi chúng ta sẽ bôi phần này. Rồi tương tự chúng ta sẽ vẽ cái phần cung môi của cái cô gái. Rồi các bạn thêm một cái mới nữa nè. Sau khi mà chúng ta tạo được cái vùng tròn của cái môi, các bạn nhấn chữ Q. Như vậy thực ra cái này không phải là cái chúng ta cần, đúng không? Cái cần là cái ngược lại, Ctrl Shift Y. Bây giờ cái vùng tròn của cái phần môi này chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta dùng nhiều lần, cho nên chúng ta có thể vào cái phần Select, các bạn chọn Save Selection, Save Selection. Nếu như các bạn không để tên thì nó sẽ tự động nó để cho các bạn là alpha 1, alpha 2, alpha 3. Các bạn cứ lưu là nó tự động nó thêm. Còn không thì mình để là môi. Để tí nữa mình cần thì mình load nó ra lại. Nếu mình mất cái vùng chọn này đi, chúng ta có thể là chọn Select, Load Selection, môi hoặc là màu da. Mặt nạ của màu da nó cũng lưu ở đây. Môi, ok. Cái màu môi này nó đang bị hồng hồng theo cái màu da. Bây giờ vào cái phần mặt nạ của cái màu da này nè, chúng ta sẽ tô màu gì, đen hay trắng, để cho nó mất cái màu hồng này đi mà nó trả lại màu nguyên thủy của nó. Màu đen, giỏi, chính xác, được chưa? Mình tô màu đen. Nếu như hiện nay mình đang ở vậy thì mình tô màu đen, mình nhấn phím gì? Màu nền. Màu này chúng ta dùng phím Ctrl Delete. Ctrl Delete thì chúng ta sẽ tô màu đen cho mặt nạ. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi son môi của anh chàng này khác, của cô này khác. Chứ nếu như trong trường hợp mà chúng ta thay đổi chung thì nó sẽ không có hay, đúng không nào? Bạn có thể thay đổi son môi bằng cách này cũng được. Rồi bạn sẽ tạo cái hiệu ứng là face station và các bạn chọn chế độ là một màu, một màu. À, bạn phải load cái vùng tròn của cái môi ra trước để cho nó ảnh hưởng chỉ có cái môi thôi, chứ nếu mình không load là nó ảnh hưởng cả bức ảnh luôn. New. Rồi chọn Colorize. Bây giờ bắt đầu mình chỉnh nè. Đó, mình có thể chỉnh cái màu.
thể chỉnh chỉnh màu sáng tối ở đây. Cái này nó hơi đậm đúng không? Đây là cũng là một cách để các bạn chỉnh chỉnh màu môi. Một cách là chúng ta dùng đơn sắc colorize, là các bạn dùng màu đơn sắc ha. Dùng màu đơn sắc. Đơn sắc như thế nào thì tí nữa có một bức ảnh màu thầy sẽ chỉ cho các bạn thấy đơn sắc. Đó là một cách chỉnh ha. Bây giờ thầy sẽ dùng một cái cách khác giống như là mình làm lúc nãy. Cover. Mình sẽ giảm cái màu xanh xuống. Vì bức ảnh này chúng ta sẽ tăng màu tím lên để tí nữa nó đỏ. Tăng màu vàng lên. Giảm xanh xuống nhiều nhiều. Rồi, như vậy thì cái này nó hơi Hàn Quốc tí đúng không? Nó sậm. Nhưng mà nếu mà cái phần của cô gái thì ok. Nhưng mà với anh Nam thì nó không được ổn lắm. Nam thì không được ổn lắm. Vậy thì chỗ này bạn có thể làm gì? Bạn xóa luôn cái vùng tròn của cái anh Nam này đi. Tô màu đen vào cái phần vùng tròn. Tô màu đen vào đây. Coi như là cái này mình chỉ chỉnh cho phần cô gái thôi. Đúng không? Cái này mình chỉ chỉnh cho phần cô gái thôi. Như vậy chỗ này các bạn sẽ đặt cái tên là màu môi cô gái. Rồi ok. Mình sẽ chỉnh lại cái màu môi của chàng trai. Mình lấy cái vùng tròn ra lại. Như vậy là mình lấy cả hai đúng không? Bây giờ làm sao mà lấy có một bên thôi? Làm sao lấy bên anh chàng trai này thôi mà không lấy bên cô gái? Thì bỏ vùng tròn đi. Bỏ bằng cách nào? Cách nào để bỏ đây? Ctrl D rất hay. Bây giờ làm sao? Trừ vùng tròn dùng phím gì? Phím Alt+F đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ dùng công cụ để chúng ta vẽ trừ cái vùng chọn này đi. Vậy thì chúng ta chỉ chọn ở bên anh chàng này thôi. Và chúng ta lặp lại công cụ là gì? Thay đổi màu sắc. Thay đổi màu sắc. Chúng ta sẽ cũng phải giảm xanh thì nó mới lên được sắc đỏ. Rồi chúng ta tăng tím lên. Tăng tím lên. Tăng vàng lên. Rồi chúng ta sẽ giảm cái màu black này. Giảm cái black. Nó hơi sáng đúng không? Chúng ta chỉnh cái màu tím lại tí. Rồi vừa vừa thôi. Hả? Ok đúng không? Đấy. Như vậy các bạn thấy là trong bức ảnh của mình thực chất là chúng ta đã thay đổi xong. Rồi màu áo cũng tương tự như thế. Các bạn chọn màu áo thì cũng dùng chữ Q. Rồi dùng chỗ này là keyboard là chữ B. Đó. Dùng phím nóng ha. Chủ yếu là phím nóng. Rồi giảm xuống. Zoom lớn lên. Chúng ta sẽ vẽ cái áo. Rồi nhấn chữ Q, quay trở ngược lại, Ctrl Shift Y. Như vậy là chúng ta có cái áo của cái anh chàng này. Và tương tự chúng ta lại thêm cover và chúng ta lại chỉnh. Đó. Tùy chúng ta muốn áo anh này màu gì thì chúng ta cứ chỉnh. Chỉnh xong mà thấy không hợp thì chúng ta chỉnh lại sau. Điều đó không quan trọng.
các bạn muốn áo anh này màu xanh, màu đỏ gì đó thì các bạn cứ chỉnh ha. Cái này nó không cố định, thầy nhắc lại nó không cố định. Mình cứ bấm vô đây, mình lại chỉnh lại. Chữ Q là cho cái layer mới. Chữ Q là nó chuyển sang chế độ Quick Mask, tức là chế độ làm mặt nạ nhanh. Còn mình muốn sử dụng cái vùng chọn đó để làm gì? Đó là mục đích sau. Cùng mục đích ngay lúc mà nhấn chữ Q là tạo vùng tròn. Hết ha. Như vậy thì cái mục đích tiếp theo của mình trong bài này là mình sẽ tạo vùng tròn cho chiếc áo của cái cô này. Như vậy thì mình lại nhấn chữ Q. Bạn chọn bằng cách khác cũng được, ví dụ bạn chọn bằng cách này cũng được. Bất kỳ cách nào mình có thể chọn vùng tròn. Nhưng mà nếu mà mình chọn cách này thì nó hơi lâu hơn, và nó làm cái tay mình mỏi hơn, bởi vì mình phải giữ chuột, mình vẽ liên tục. Còn nếu mà mình dùng Quick Mask thì lúc này chúng ta muốn vẽ vẽ, chúng ta muốn nghỉ nghỉ ha. Ví dụ như chúng ta vẽ đến đây không thích, thả ra đi chơi uống cà phê xong vô vẽ tiếp, không ảnh hưởng gì hết. Như vậy thì người ta chuộng cái phần Quick Mask này hơn. Mình lỡ mình vẽ thừa thì mình dùng cục gom chữ E cái mình xóa một cái, cái mình đổi qua chữ B mình vẽ tiếp, thì nó sẽ tiện cho cái việc là mình tạo vùng chọn. Đó. Rồi, mình chọn thêm bên này. Rồi, cho cái cọ lớn lên. Chỗ này là hình như bị thừa tí nè. À, cái này mình dùng gom, giống như mình đang tô màu vậy đó, cho nên mình không có dùng internet, nó chưa có vùng chọn, cho nên mình dùng cục gom. Rồi chữ Q tạo ra vùng chọn, Shift Control Shift Y, đây là cái vùng mà mình cần thay đổi. Cover áo cô này mình cho màu hồng đi, thì giảm xanh xuống, tăng tím tăng vàng lên. Ủa à, nó cái màu nó gần gần với lại cái áo luôn. Nó hơi sáng thì chúng ta sẽ dùng cái flat. Rồi, ok. Chỗ này nè, các bạn thấy cái biên nè, cái biên nó bị ảnh hưởng nè. Thì một là cái biên do cái màu da lúc nãy, hai là cái biên do cái màu áo. Thì chúng ta chọn qua cái phần mặt nạ và chúng ta bắt đầu vẽ màu đen hoặc là vẽ màu trắng để chúng ta điều chỉnh. Bây giờ chúng ta vẽ màu đen để che đi, chúng ta thử một vị trí đi, chúng ta thấy nó ok. Chỗ này mặt nạ cho chiếc áo, bây giờ mình thử mặt nạ cho cái da coi. Đó, là do cái mặt nạ của cái da hồi nãy nó à, thầy đang tô màu đen. Đó, bây giờ là do cái da hồi nãy mình tăng cao quá mà nó lẫn ra cái phần áo luôn. Đó, chỗ này là do cái màu da. Rồi, chỗ này là do cái màu áo nè. Rồi, như vậy khi mà các bạn chọn vùng chọn thì các bạn điều chỉnh tí xíu, hoặc là để cho nó khỏi nhầm lẫn giữa hai cái vùng chọn á, mình sẽ tận dụng là cái vùng chọn trước đó, tận dụng là cái vùng chọn da,
tận dụng lại cái vùng chọn da. Ví dụ mình sẽ chọn cái vùng chọn của da nè, và mình trừ đi cái vùng chọn của cái áo cũng được. Như vậy hôm sau thầy sẽ chỉ thêm cái phần cộng trừ đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy là có cái gì mà nó bị ảnh hưởng đến đến bức ảnh của chúng ta nữa. Nó làm cho bức ảnh không có thực lắm. Chỗ nào nữa? Chỗ mắt. Thực chất mắt thì nó không có màu vàng đúng không? Mắt nó sẽ là màu đen. Như vậy chỗ mắt này chúng ta có thể là xóa cái vùng chọn đi để cho chúng ta thấy cái con mắt màu đen. Nếu cần thì chúng ta sẽ chỉnh cái màu của mắt. Đó, như vậy các bạn thấy cái phần con ngươi nó màu đen. Mình sẽ chỉnh lại tí xíu, nhưng mà nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái màu da nó không có vàng vàng. Nhớ dùng phím nóng nha. Ron chuột xong rồi di chuyển bức ảnh qua lại, chúng ta dùng phím hết. Còn chuột chúng ta đang làm ở đâu thì nó nằm y ở đấy. Nó ít di chuyển thì nó sẽ tăng cái tốc độ xử lý của mình lên. Đó, cơ bản là như thế. Rồi thay đổi màu tóc, mình muốn đen hơn thì mình chọn tóc. Mình thay đổi background, mình có thể thay đổi background thì mình chọn cái background để mình thay đổi, thì các bạn sẽ thêm vào. Và cơ bản bức ảnh của mình đã lên được màu. Đã lên được màu. Được chưa? Như vậy thì tóm lại, các bạn muốn lên màu thì tạo một cái vùng chọn để lên, chứ không có phải là ảnh hưởng màu cả một bức ảnh. Tạo vùng chọn xong thì bằng cách nào đó bạn dùng công cụ tạo vùng chọn Lasso hoặc là Quick Select hoặc là cái gì cũng được. Nhưng mà mình dùng Quick Mask, nó dễ làm. Sau khi tạo vùng chọn xong thì các bạn thêm vô cho thầy một cái hiệu ứng, tạo một cái layer mới, layer hiệu ứng. Thì trong đó bạn có thể là thay đổi độ sáng tối, thay đổi tông màu, cái này là cũng sáng tối luôn, thay đổi từng màu, vân vân. Thì có rất nhiều công cụ để mình thay đổi màu ở đây. Chúng ta có thể thử với một cái channel mixer này, là nó thay đổi hết 3 kênh màu, 4 kênh màu cùng lúc. Còn lúc nãy mình chọn cái cover thì các bạn thấy là mình thay đổi màu cyan riêng, mình thay đổi màu meta riêng, thay đổi màu yellow riêng. Còn nếu trong trường hợp mà bạn thêm, ví dụ bây giờ thầy không dùng cái này, thầy không dùng cái này mà thầy sẽ tạo một cái channel mixer, thì chỗ này lúc nãy mình đang tạo đó, nó cũng cho phép là màu cyan mình tăng hoặc là giảm, tăng hoặc giảm. Đây cyan meta yellow mình sẽ chọn tăng hoặc giảm ở đây. Tăng hoặc giảm ở đây. Đấy, các bạn có thể là điều chỉnh ở chỗ này cũng được ha, tùy theo cách nào mà các bạn chọn. Như vậy thì mình chỉ dùng một cái laser này thôi, Gen Mixer. Còn ở dưới này là mình dùng cái cover để mình chỉnh. Các bạn sẽ làm thử cái màu theo ý của mình nhé, cứ màu theo ý của mình. Cái này nó không có vấn đề là cái chuẩn nào hết. Nếu mà mình cảm giác là đẹp và người khác nhìn vô thấy đẹp là được. Còn nếu mà thầy chọn thông số là bao nhiêu rồi em chọn thông số lại thì nó cũng không cần lắm.
thường là thầy sẽ chọn màu xanh là giảm, màu tím tăng, màu vàng tăng. Đó, còn cái trắng đen này thì tùy thuộc vào cái ảnh gốc. Ảnh gốc chúng ta sáng hay là mờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh sau thì nó sẽ lên được màu da.